Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua đoàn viên Phạm Thị Hoa Quỳnh, bí thư chi đoàn Cục Thống kê tỉnh luôn năng nổ, nhiệt tình triển khai và phát triển phong trào đoàn tại cơ sở, có nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Đà Lạt năm 2009, chị Phạm Thị Hoa Quỳnh về công tác tại Cục Thống kê Hưng Yên. Hơn 10 năm phụ trách kế toán, chị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Năm 2019, sáng kiến hoàn thiện quy trình hạch toán phần mềm kế toán và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của ngành thống kê tỉnh Hưng Yên được Hội đồng sáng kiến đánh giá cao. Từ đó, giúp kế toán Cục Thống kê tổng hợp báo cáo kế toán, báo cáo tài chính toàn ngành đạt hiệu quả hơn, đồng thời tạo sức lan tỏa về công tác nghiên cứu khoa học đến các đoàn viên trong chi đoàn. Đồng chí Phạm Thị Hoa Quỳnh thì cũng đã truyền cảm hứng rất nhiều cho các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn và động viên các đồng chí tích cực và hăng hái trong phong trào thi đua, đặc biệt là trong cái công tác nghiên cứu khoa học, cải cách sáng kiến cũng như là các cải tiến trong công việc. Cũng đã có rất nhiều đồng chí đoàn viên đưa ra những cái sáng kiến kinh nghiệm rất là hay và được áp dụng sâu rộng trong công việc. Năm 2019, chị Phạm Thị Hoa Quỳnh được tín nhiệm là bí thư chi đoàn. Chị đã cùng ban chấp hành chi đoàn xây dựng nhiều phong trào bổ ích có ý nghĩa thiết thực để thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên của cơ quan tham gia. Tiêu biểu như các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, chi đoàn Cục Thống kê có 6 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Các hoạt động từ thiện, hiến máu tình nguyện hàng năm đều thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Ngoài ra, chi đoàn Cục Thống kê cũng là đơn vị đi đầu trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Với kinh nghiệm của bản thân tôi để phát triển phong trào tại chi đoàn Cục Thống kê, tôi cũng đã đề ra một số giải pháp đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn, tăng cường công tác tham mưu. Thứ ba là tổ chức các chương trình giao lưu với các chi đoàn bạn để học hỏi kinh nghiệm. Đồng chí Phạm Hoa Quỳnh, bí thư chi đoàn, là một cán bộ nữ trẻ và rất năng động. Nhiệt tình thì đồng chí Quỳnh cũng đã cùng với ban chấp hành chi đoàn nghiên cứu vận dụng tổ chức triển khai một cách sáng tạo và hiệu quả các nghị quyết của cấp ủy và chương trình đoàn phong trào thanh niên của đoàn cấp trên, đóng góp rất nhiều vào cái việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của ngành, đóng góp nhiều cái đoàn viên ưu tú cho cấp ủy thực hiện công tác phát triển đảng viên. Với những thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, chị Phạm Thị Hoa Quỳnh đã nhiều lần được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng. Đặc biệt năm 2020, chị là một trong 4 thành viên tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6.